Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Artesia Performer là chiếc piano điện rất được các bạn trẻ yêu thích khi mua sắm tại showroom nhân dịp Tết sắp đến. Hôm nay hãy cùng với team Minh Phụng tiến hành chuẩn bị hai cây Artesia Performer đưa nhà xe vào đến Lâm Đồng từ showroom Điện Biên Phủ. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Và đây là các phần quà tặng hấp dẫn theo đàn, đó chính là chân đàn màu đen cao cấp và jack phone kết nối xịn sò. Bắt đầu chuẩn bị đàn cho chuyến đi thôi. Thân đàn sẽ được phủ lớp màng bóng với chiều dài được đo kỹ càng, che toàn bộ các mặt của thùng piano cố định bằng băng keo, đồng thời dán kèm theo quà tặng một cách cẩn thận. Tất cả sẽ được hai bạn bọc nhiều vòng ni lông dày để cố định cũng như bảo vệ đàn và phụ kiện, tránh ảnh hưởng của thời tiết và chảy xước khi vận chuyển. Cuối cùng sẽ được ràng xung quanh thêm một lớp băng keo nữa. Đến với thùng performer thứ hai thôi. Tất cả các thao tác quấn đàn đều tương tự như cây đầu tiên, nên mình sẽ cùng với anh em khám phá điểm nổi bật của Performer nhé. Đàn 88 phím trang bị 3 mức độ cảm ứng lực nhấn, tích hợp 12 mẫu âm thanh 3D chân thật được ghi lại từ 12 loại nhạc cụ acoustic. Đàn sở hữu nhiều chức năng quen thuộc như là metronome, đếm nhịp, tempo, tăng giảm tông, slide, chia bàn phím, cổng kết nối USB MIDI, kết nối đàn với máy tính tay, máy tính bảng và điện thoại di động dễ dàng. Cổng tai nghe giúp bạn chơi không phiền mọi người xung quanh. Sustain pedal, jack cắm stereo layout, cắm trực tiếp vào hệ thống loa để có âm thanh rõ nét hơn. Bên cạnh đó, khi mua nhạc cụ tại Minh Phụng Music với Performer, khách hàng sẽ được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp và lãi suất 0%. Hàng đã chuẩn bị xong, anh em hãy theo mình mang đàn ra xe, đi đến chành thôi nào. Kiện đàn thứ nhất được từ từ mang ra. Đây là kiện thứ hai, chuẩn bị lên đường thôi. Và buổi chuẩn bị piano Artesia Performer giao đến khách hàng tại Lâm Đồng hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.